vàng mà người ta không bán là câu chuyện có thật nha mọi người. Hiện tại là hôm nay là bên mình đang có một cái chương trình rất là đặc biệt dành cho tất cả khách hàng yêu thương của mình. Thì mình quyết định là chương trình này tôm là khoảng 10 cây vàng theo dạng vàng miếng một chỉ để mà dành đến với tất cả những khách hàng yêu thương của mình. Nhưng mà đặc biệt là cô dâu của mình cũng chính là người bán vàng và đã bán cho mình là hôm nay được khoảng gần 7 cây. Mọi người nghe nó cô dâu bán vàng chắc mọi người tưởng mình mượn vàng để quay đúng không? Chắc chắn với mọi người là không. Đây là vàng mình mua thật nha, 100% mình mua. Và hôm nay thì bên mình quyết định là mua 10 cây vàng để mà gửi đến tất cả những khách hàng yêu thương của mình. Khi mà khách hàng quyết định chọn mình sẽ là đơn vị trang trí hoa cưới cho khách hàng trong năm nay. Và đây là một trong những chương trình tri ân cũng như là sao ta đầu năm rất là may mắn và lộc, nói chung là mỗi người một chỉ. Còn nếu mà khách hàng nào mà những cái chương trình VIP là lên tới một cây vàng là có thật và mình đang mua. Nhưng mà khi ra đi mua rồi thì mọi người mới nói rằng là mình mua như vậy thì nhiều khi sẽ lỗ hay tất cả mọi thứ. Mình nói không, mình đâu có bán đâu, mình tặng khách hàng mà đó. Cho nên là cái mà nói đi nói lại thì ở tiệm là đưa gần 7 cây, đại khái là mình mua gần được 7 cây đó. Và hiện tại là đang cái chương trình rất là ưu đãi. Cảm ơn tất cả mọi người đã yêu thương mình cũng như là theo dõi những cái kênh của mình quay về hoa hậu trường và tất cả mọi thứ. Thật ra thì mọi người biết rằng là để mà có thể kinh doanh được tốt trong cái thời buổi khó khăn hiện tại thì cái chương trình marketing là một trong những cái rất là khó để mang được tên tuổi đến tất cả mọi người cũng như là những cái ưu đãi. Và mình quay ra đây cho mọi người thấy thì mình không phải là người giàu nha, chắc chắn. Và tất cả mọi thứ cũng chỉ là mong cầu là khách hàng đến ủng hộ bên mình để mà mình được tốt hơn, có tiền để mà chi trang trải cho cuộc sống cũng như là lo cho tất cả các bạn nhân viên để có công ăn việc làm, thì đó là điều mình mong muốn. Và đây là một trong những chương trình rất là tốt. Để mọi người hiểu rõ hơn về chương trình thì chắc là mọi người phải làm việc với Tứ đúng không? Cảm ơn tất cả mọi người nhiều. Hy vọng mọi người, những ai yêu thích về hoa, trang trí cưới, yêu thích và tổ chức sự kiện thì hãy theo dõi kênh của mình cũng như là tìm cách để mà chúng ta có thể lấy đường chỉ vàng này từ mình nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ. Bye bye.